Rồi mình qua part 5, 7 questions. Look at the picture and read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2, 3 or 4 words. Câu chuyện về Harry and Emma Funny Dinner. Nhìn theo bức hình, đọc câu chuyện, bạn có thể viết một vài từ để hoàn tất mấy cái câu về câu chuyện và bạn có thể sử dụng 1, 2, 3 hoặc 4 từ. Ha, câu chuyện về buổi ăn tối vui nhộn của Harry và Emma. Rồi mình nhìn thấy một cái gian bếp có một cậu con trai và cô con gái đang làm bánh. Rất là bừa bãi ha. Rồi mình đọc. Harry and his sister Emma decided to cook the dinner one evening because their mother were in bed. Harry và chị gái hoặc là em gái của anh ấy là Emma quyết định nấu bữa ăn tối vào một buổi tối nọ bởi vì mẹ của họ thì nằm trên giường. She had a very bad headache. How about chocolate soup? Let's make that, said Emma. Bà ấy thì bị nhức đầu khủng khiếp. Elma mới nói là chúng ta hãy làm how about, tức là đề nghị ha, soup sô-cô-la, chúng ta hãy làm nó. Elma nói, you can't put chocolate in soup, laughed her brother. Em không có thể để sô-cô-la vào trong súp. Người anh trai của cô ấy cười, tức là Harry cười. Mom only puts in tomato and chicken and other things like that. Let's just make some cheese sandwiches and a chocolate cake. Okay, said Elma. Mẹ chỉ để mấy cái thứ như là cà chua nè, gà hoặc là mấy cái thứ tương tự như vậy. Chúng ta hãy làm một cái sandwich phô mai ha, và một cái bánh sô cô la. Okay, Elma trả lời. First, Harry make the sandwiches. Is it easy? He thought. Now we need flour and sugar for the cake, Harry, said his sister. Đầu tiên thì Harry làm một ít bánh mì sandwich. Cái việc này nó rất là dễ, anh ấy nghĩ. Bây giờ thì chúng tôi cần bột mì và đường để làm bánh. Harry, chị nói, tức là chị hoặc em gái, tức là Emma. They on the top shelf in the cupboard. Okay, said Harry. I get some butter and chocolate too. Mom always put those in the fridge. Chúng nó thì ở trên cái top shelf, là cái kệ cao nhất ở trên cupboard, cái tủ bếp. Ok, Harry nói, chúng ta hãy lấy một ít bơ ha, và sô-cô-la. Mom là mẹ thì luôn để chúng ở trong tủ lạnh. All right, said Elma, and bring some of big brown eggs to please. We need to put 12 in the cake. Elma nói, và cũng mang theo một ít cái trứng màu nâu bự ha. Vui lòng, đó là vui lòng mang thêm một ít cái trứng màu nâu bự. Chúng ta sẽ để 12 cái vào trong cái bánh. Elma mix everything together in the bowl and then put in the cake in the cooker. The children were washing the floor in the kitchen when their father arrived home. Elma thì trộn tất cả mọi thứ lại với nhau trong một cái tô và rồi đặt cái bánh vào trong cái bếp lò. Mấy đứa trẻ thì we're washing the floor là sàn nhà ha. Rồi mấy đứa trẻ lau chùi sàn nhà ở trong nhà bếp khi mà ba của bọn chúng về. That smells great, what is it? He said and opened the cooker to look inside. A lovely chocolate cake, said the children. How many eggs did you use? Asked that. 12, says Elma. That's mine. It will taste great, I'm sure. Let's give it a name. How about Elma chocolate egg cake? Children laughed and they all sat down to eat their dinner. Oh, nghe cái mùi gì mà tuyệt quá vậy? Cái gì ở trong vậy? Ông ấy nói, ông ấy chính là người cha ha, và mở cái lò và nhìn vào bên trong. Một cái bánh sô-cô-la rất là ngon. Ở đây mình dịch là đáng yêu thì nó sẽ không ra ha. Ngon đi. Rồi, lũ trẻ nói, bao nhiêu con đã để vào bao nhiêu cái trứng vậy? Con đã xài bao nhiêu cái trứng? Ba hỏi. 12 cái à? Elma trả lời. Ba cười. Hèn chi mà nó có cái mùi rất là tuyệt. Ba chắc là ba chắc chắn như vậy. Rồi, chúng ta hãy cho nó một cái tên. How about Elma chocolate egg, là cái bánh trứng sô cô la của Elma. Lũ trẻ cười và tất cả bọn họ ngồi xuống để ăn tối. Rồi, đó là nội dung của nguyên bài ha. Thì nếu mà vô thi á, là các bạn có hai cách. Những bạn giỏi thì chúng ta đọc hết bài, sau đó đọc bên đây câu hỏi và chúng ta trả lời. Còn nếu các bạn nào mà làm theo từ từ thì chúng ta đặt câu hỏi trước coi nó thiếu gì, cái mình kiếm thông tin ở trong bài mình điền vô ha. Rồi ví dụ ta làm trước hai câu là the children mother had a very bad headache that evening. Mẹ của lũ trẻ thì bị nhức đầu khủng khiếp vào tối bữa đó.
Elma wanted to make chocolate soup for dinner. Elma là người muốn làm súp sô-cô-la cho buổi tối. Rồi, câu số 1, question number 1. Children decided to put in the sandwiches. Sandwiches là cái bánh mì sandwich. Thì ở dòng cuối cùng của đoạn 1, mình sẽ thấy là sau khi hai đứa thảo luận bàn bạc xong, thì mới bàn là let's make some cheese sandwiches. Okay, let's make some cheese sandwiches and chocolate cake. Như vậy người ta mới hỏi lũ trẻ đặt cái gì vào trong cái sandwich cheese này, là vào trong bánh mì sandwich, thì mình sẽ trả lời là some cheese hoặc là cheese. Ở đây cheese là danh từ chính ha. Như vậy bắt buộc phải có, còn some là một vài, một ít, thì có không có cũng được, nhưng mà không có cheese là không được, some là phải some cái gì. Rồi, lũ trẻ quyết định để một ít phô mai vào trong bánh mì sandwich. Number 2, the flour and sugar were on in the cupboard. Bột mì và đường thì nó nằm ở đâu? Ở trong cái ngăn tủ. Hồi nãy là sau khi tìm kiếm xong thì mới đề nghị là tìm kiếm bột mì. Đây, anh ấy nói ha. Rồi, chúng ta cần flour and sugar for the cake, Harry mới nói. Thì chị, tức là Elma nói chứ. Rồi như vậy cái bên đây Harry mới trả lời đây on the top shelf in the cupboard. Okay, said Harry. Như vậy thì cái bột mì và đường nó sẽ nằm ở đâu các bạn? On the top shelf in the cupboard. Ở đây người ta cho on rồi. Ở đây người ta có in the cupboard rồi. Vậy thì một là các bạn dùng the top shelf ha. Hai là các bạn dùng the shelf. Ba là các bạn dùng a shelf, cái nào cũng được ha. In the cupboard. Nhưng mà self mà đứng một mình là không được ha. On the shelf, on the top shelf, on the shelf, on the shelf, cái nào cũng được. Nhưng mà self không là không được ha. Rồi, shelf, in the cupboard. Bột mì và đường á, thì nó nằm ở trên cái kệ mà cao nhất ở trong tủ buffet hoặc là tủ bếp. Rồi, câu số 3, ta hỏi gì đây? Harry took the butter and chocolate from the... Harry thì lấy bơ và sô-cô-la từ đâu? Sau khi có bột rồi, có đường rồi, thì mới kiếm sô-cô-la. I get some butter and chocolate too. Và tôi cũng lấy, và anh cũng lấy một ít bơ ha, và gì sô-cô-la. Nhưng mà mom always put those in the fridge. Như vậy là Harry mới nói là mẹ luôn để mấy cái thứ này ở trong tủ lạnh. Vậy bên đây người ta hỏi là butter và chocolate thì Harry đã lấy ra ở đâu? Ở trong tủ lạnh ha. In the, from the fridge. Fridge, okay. Cái chữ này với chữ cây cầu giống y chang, nó khác âm đầu thôi. Một cái là fridge, tủ lạnh, một cái là bridge, cây cầu. Number 4, Elma put 12... in the cake. Elma đã để 12 cái gì vào trong cái bánh? Hồi nãy mình nhớ ngay chỗ này nè. And bring some big brown eggs to please. We need to put 12 in the cake. Vậy người ta mới hỏi là Elma để 12 cái gì? Thì mình trả lời 12 cái trứng màu nâu bự ha. Ok. Cái cách hỏi thì đó đòi hỏi các bạn phải đọc hiểu ha. Ở đây mình hiểu được nội dung thì mình điền qua đây rất là dễ. Ok, Elma put 12 big brown eggs in the cake. Up the big brown eggs, cái nào cũng được ha. 12 up là 12 của. Còn nếu mà bạn không mấy bạn cứ móc nguyên ở trong bài là big brown eggs, nhớ thêm s vào. Number 5, when their father came in, the children... the kitchen floor. Khi mà ba về thì lũ trẻ làm cái gì cái sàn nhà? Lũ trẻ đang lau sàn nhà ha. Hồi nãy mình thấy nè, khi ba về thì the children were washing the floor in the kitchen when their father arrived home. Vậy mình có thể dùng chữ washing, mình có thể dùng từ đồng nghĩa là cleaning, tùy theo các bạn nào giỏi thì dùng cleaning khác trong bài. Bạn nào không thì cứ móc y trong bài là were washing the kitchen floor. When their dad came in, the children were washing the kitchen floor. When their dad came in, the children were cleaning the kitchen floor. Number 6, Elma and Harry's father looking inside... ba của Elma và Harry thì nhìn vào bên trong cái gì? Về nhà bố nghe mùi thơm ha. That smell great. What is it? And he sat and opened the cooker to look inside. Tức là mở cái bếp lò để nhìn vào bên trong. Vậy thì ba nhìn vào bên trong the cooker. Ok, the cooker. Hoặc là the oven cũng được ha. Hai cái này đều là bếp lò, bếp nướng hết. Rồi number 7, dad called the cake. Ba mới đặt tên cho cái bánh là gì?
mình bóc nguyên cái trong mặt kép nè, Elma chocolate ice cake, dễ ha. Ok, câu số 7. I'm sure let's give it a name. Chúng ta hãy đặt cho nó cái tên, cái mới đề nghị ha, bao Elma chocolate ice cake. Rồi, vậy that con the cake là gì? Elma chocolate ice cake. Ok. Rồi xong bài ha. Ok, thầy đọc các bạn dò lại. Part 5 ha các bạn. Harry and Elma funny dinner. Harry and his sister Elma decided to cook the dinner one evening because their mother were in bed. She had a very bad headache. How about chocolate soup? Let's make that, said Elma. You can't put chocolate in soup, laughed her brother. Mom only puts in tomato or chicken and other things like that. Let's just make some cheese sandwiches and a chocolate cake. Okay, said Elma. First, Harry made the sandwiches. This is easy, he thought. Now we need flour and sugar for the cake, Harry, said his sister. They're on the top shelf in the cupboard. Okay, said Harry. I get some butter and chocolate too. Mom always puts dough in the fridge. All right, said Elma. And bring some of the big brown eggs too, please. We need to put 12 in the cake. Elma mixed everything together in the bowl and then put the cake in the cooker. The children were washing the floor in the kitchen when their father arrived home. That smell red, what is it? He said and opened the cooker to look inside. A lovely chocolate cake, said the children. How many eggs did you use? Asked Dad. 12, said Elma. Dad smiled. It will taste red, I'm sure. Let's give it a name. How about Elma chocolate egg cake? The children laughed and they all sat down to eat their dinner. That's the end of the story. Okay.